Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kỳ Nhà. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Ice Cream Van Simulator. Thì như hồi là cặp trước á, là mình có mua được cái xe siêu bự. À đâu, không phải, mình mua được con thuyền chứ, đúng rồi. Này, ở trong một cặp trước là mình mua được cái xe như thế này đây, sổ xe cải bự và một cái con thuyền để mà đi vào game. À, bây giờ là mình có cày lên nữa là được 80 mấy tỷ rồi. Bây giờ mình để dành đúng 100 tỷ để mà mình mua được cái phi cơ này. Đó, đi giao kem mà bằng phi cơ nó mới sốc tận ốc chứ. À, ok, và bây giờ mình sẽ đi bán kem thôi. Bây giờ cái kem triệu đô là nó bình bình thường rồi. Bây giờ quất cái kem trăm triệu đô. Mấy trăm triệu đô mới sốc chứ. Hai cái nè. Đó. Nói chung là lên tới mức này là mình phải mua mỗi thứ hai cái thì lúc đó mình mới có đủ tiền mà mình lên được. Mình mới lên nhanh được, chứ không mình mua một cái cũng được, nhưng mà mình sẽ đợi nó hơi lâu một tí. Đó. Đây là con thuyền của mình. Đó, nhìn thấy quả kem không? Kem bự hơn người luôn. Đứa nào ăn cái kem này xong rồi là no cả tháng. Rồi, let's go. Thì mình sẽ cố gắng mua cho bằng được cái máy bay trực thăng, ở lộn cái phi cơ, nhưng mà phi cơ thì mình không biết là nó sẽ xì bo ở đâu hết. Ở đây thì mình chả thấy được mỗi, chả thấy cái sân nào để mà xì bo ở lộn để chả thấy cái sân nào để mà máy bay nó cất cánh cơ. Máy bay trực thăng thì còn tin, chứ bây giờ máy bay bây giờ nguyên cái phi cơ thì làm sao nó bay được, nó phải có cái chỗ nào để nó đậu chứ, nó lấy đà nữa. Khổ thật. Ok, đó, ở trong này nó có rất là nhiều loại, nên là khi mà mình đặt một màu không á, thì xác định luôn là ngồi đợi giống như ở bên kia màu đỏ với màu xanh nhé, là phải mua đều cái hai cái, lúc đó mình mới có đủ tiền được. Đó, giờ phải đứng đợi xíu cho nó ra vậy đó, khó thiệt. Biết sao để mà lên tiền cho nó nhanh nữa, lẽ giờ mình sử dụng cái đai này mình xuống mình vớt đồ vật nó xuống ta. Khổ, tôi muốn làm người hiền mà không được nữa. Không biết rồi giờ lên trên này có được cái gì trên này không nữa. Lên được nè. Hình như mình thấy cái đường băng rồi. Đây nè, đường băng nè. Một cái đường băng luôn. Trên kia cũng có người luôn. Wow, làm sao để mà mình qua được. Mình thấy trên kia có người kìa, có nghĩa là phải có máy bay thì mình mới lên trên kia được. Ok, giờ là mình phải cố gắng có bằng được cái máy bay thôi. Sắp được rồi. Ước mơ cũng sắp tới rồi, sắp thành hiện thực rồi. Kia sẽ là người đầu tiên đi giao kem bằng trực thăng, ở lộn, bằng phi cơ riêng. Đó. 24 triệu. Còn lâu. Giờ mà để mà lên được cái 100 triệu là cũng phê lắm, mà lên được 100 triệu là phải nói là mệt não luôn á. Trời ơi, nó xuống mà nó xuống cũng lâu nữa, khổ thật. Ice cream mờ, tôi biết rồi mờ, khổ quá mờ. Xuống nhanh giùm tôi một cái cho tôi bán cho xong cái kem, tôi đi về tôi mua cái phi cơ nữa trời. Giờ mấy ông rớt kiểu này thì biết chừng nào tôi mới có đủ tiền nó có mua được cái phi cơ. Mới bán được có hơn một nửa, chưa được một nửa nữa chứ đòi hơn một nửa gì. Bây giờ biết chừng nào mới đủ một nửa đi. Hơn một nửa rồi. 60 cây kem mà bán được như đây, bán được hơn một nửa rồi cũng ok rồi. Yummy. 90 triệu chưa được 9, à là 90 tỷ chứ. Bán cây kem 100 triệu đô và lên được số vốn lên được có 90 tỷ luôn rồi. Mà lên có 90 tỷ còn chưa dám sử dụng liền đó, chưa dám mua máy bay liền đó. Phải lên thêm một đống rồi mới dám mua, phải thế mới đau chứ. Hết màu vàng rồi. Ok, nói chung là có một số bạn là đang kêu là bảo mập kêu mình kết bạn không nha. Bảo mập hiện tại bây giờ là không có kêu mình kết bạn, không có kêu mọi người kết bạn nha. Đó, bảo mập là chỉ có một nick duy nhất thôi, không có cái con số nào sau lưng hết đó. Cẩn thận nha, bị lừa mất ạc đi rồi tôi không biết đường đâu mà tôi trả hết.
Ok, bây giờ mình sẽ quay về thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mua tiếp. Giống như hồi nãy là mình cũng chỉ mua là ấy. Ok, trời mua xong còn 82 triệu, quý chừng nào cũng mới giàu nữa. Khổ thật chứ. Bây giờ làm sao để mà giàu rõ đây trời. Còn tới 18 tỷ nữa. Nghe nó bự chà bá luôn, 18 tỷ. 18 tỷ. Mệt, mệt não luôn á. Chắc đi cũng chừng 5-6 lần gì đó mới may ra đủ chứ. Rồi, bây giờ là quan trọng là mình qua ngay tới cái chỗ cái hang này rồi. Biết sao đây, bây giờ nó ra toàn màu hồng không, nó không thèm ra màu vàng. Nếu như mà nguyên cái khu này mà ra màu vàng không á thì mình nghĩ là mình lên nó rất là nhanh. Nhưng mà do nó ra màu hồng, nó ra đủ thứ màu đó, nên là lên cũng chậm lắm. Ôi, lâu thế. Game này nó không có cho code luôn. Game này cập nhật cũng nhiều rồi mà mình không thấy nó cập nhật lên cái nào gọi là code cả. Trời ơi, bây giờ mỗi lần tôi bán xong hết một đám đó, tôi phải đợi cho nó xì bo xuống rồi tôi mới bán tiếp được. Bán chưa được một nửa nữa nè. Ủa bán gì mà lâu dữ vậy trời. Xuống nhanh nhanh giùm tôi một tí cho tôi bán cho xong tôi đi về tôi mua phi cơ nữa. Ice cream mà tôi biết rồi, nhưng mà làm ơn xuống nhanh nhanh giùm cái. Đó, 91 tỷ rồi, trời đất ơi. Nãy giờ tôi treo hơn nửa tiếng đồng hồ để mà tôi ngồi tôi cày lên được tới 117 tỷ. Để làm gì? Để dư ra 17 tỷ tôi mua kem nữa chứ, bây giờ không có đủ, không có dư tiền là mua xong cái máy bay là coi như là cắn lưỡi không có tiền mua kem luôn, bởi kem mắc lắm. Đó, bây giờ là mình sẽ mua cái máy phi cơ. Đó, trời ơi, có ai mà đi giao kem mà có được cái phi cơ riêng như tôi không chứ? Bởi xây liền. Được cộng thêm 1 tỷ nữa. Ok, cũng được. Bây giờ là mình được quên nữa, mình chưa equip mà. Ai đáng lẽ mình phải equip, mình equip xong là cái phần kia là nó sẽ recycle joy cần trước khi man nó kêu mình phải bỏ hết những cái mà thứ mà mình đang mang trong người đi. Giờ mình còn duy nhất ba cái là bán đi, còn lại 270, bán được có 270 triệu à. Phê ít vậy, rồi quá đáng lắm luôn á. Ok, và bây giờ mình đã có được cái phi cơ riêng của mình rồi. Đấy, bây giờ nó giao là nó không giao cái keo nữa, mới giao nguyên cái thùng keo. What? Cái gì mà mắc vậy ai chơi? Rồi bây giờ cái keo màu trắng này tôi đi giao đâu? Rồi cộng thêm keo màu xanh nữa chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi giao nguyên cái thùng kem luôn đấy, không phải đùa đâu. Wow, một cái ke lộn, một cái xe, một lộn một cái chất. Lên sao? Control nè, nó hướng dẫn mình control nè. Tia bằng mau à, à lá, ê, bay 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 bay, nhóm nhóm đầu lên, nhóm đầu lên, nhóm đầu lên, nhóm đầu lên. Khó thế. Rồi đi giao, đi giao kem bằng thiết bị mới sốc cả, mới sốc cả ngốc chứ. Holy shit. Quan trọng là bây giờ không biết đi xuống như thế nào thôi nè. Rồi xuống. Ê, chưa được, chưa được. No. Lái lại, lái lại. Ok. Rồi rớt ra ngoài luôn, chết luôn. Holy. Khó vậy. Thôi lái máy bay đúng khó luôn, chết luôn, không tin luôn. Vãi thật. Ai nói lái máy bay dễ chứ, đây lái trong này lái máy bay đúng khó. Lên, lên, lên. Đúng rồi.
Quay đầu là bờ, đúng rồi, bay lên. Yes, chính xác, đúng rồi. Bay cao lên, đúng rồi, trời đất ơi, lái gì mà nó khó thế. Ui, bên kia. Mình nghĩ bên kia có đường. Trời ơi, phải lái qua cái bển luôn mọi người. Khó khăn ngập, khó khăn tràn trề luôn đó chứ. Ở bên kia có nguyên một cái đường băng luôn kìa. Wow. Thật sự lái máy bay này khó dữ ta. Khó thiệt luôn á. Bây giờ nó mới mở thêm cái hòn đảo bên này nè, họ bây giờ mình phải bay qua cái bên này để mà mình giao kem. Khổ. Giao xong phải chạy về xong 31 bay qua lại đó chứ. Cứ không tin. Cái gì mà nó khó khăn dữ vậy trời, đi giờ đi giao kem nè, trời ơi, đi giao kem nè, đó, chính thấy mệt chưa? Trời ơi, 1,5 tỷ. Nhà nào màu trắng nữa, cái nhà màu xanh sao nó không ra ngoài đường để nó đứng. À có nè, ok 10 tỷ luôn. Good. Thêm hai cái nhà màu trắng nữa. Vậy là vô đây là mình phải mua cho nhiều nhiều cái. Trời ơi, xe máy bay, ôi chiếc thằng ở lộn máy bay nó chổng đầu luôn rồi. Trời ơi, lên được 27 tỷ luôn. Mình nghĩ chắc lần sau nó là 1.000 tỷ á, nhiều lắm. À, bây giờ là nó hơi căng thẳng, cái là bây giờ là máy bay nó hơi bị khó lái một tí. Oh man. Bây giờ làm sao ra, bây giờ mình chắc mình sẽ bo ra lại cái máy bay kiếm chứ. À khoan, bây giờ mình phải mua nữa. 27, chắc mình mua cái này đi. Là mua hết 6 cây này luôn chứ giờ cũng hết tiền rồi chứ làm ăn gì được nữa. Mua được có 3 cây màu xanh, 6 cây màu trắng. Hồi nãy có để dành dư ra 17 tỷ còn không đủ nữa mà. Thiệt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ xì bo ra thôi. Lái máy bay, đó bây giờ là tôi sẽ đi lái máy bay. Wow, Lipo. Đấy, đi giao kem bằng cái máy bay thăng, bằng phi cơ nó mới sốc nè. Ok. Đi luôn. Ê, bay 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 cao lên, bay cao lên, bay cao lên. Trời ơi, bay cao nào, nhảy cao nào. Phải đúng với cái bài khác chứ. Khó sao mấy bay gì bay chậm như quý. Tốc độ gì đâu mà có 150 à. Đùa thiệt chứ. Nội giờ bay qua đây không thấy còn thấy mất hết thời gian rồi. Không biết làm ăn gì được nữa. Quá. Ok, vô thôi. Tới nơi rồi. Ồ, wow. Có kem màu đen nữa nè, có cái kem màu đen nữa nè. Nhưng mà thôi mình không qua nhà đó đâu, mình sẽ đi qua nhà bên này đi cho nó chắc ăn. Bán xong cái đống này chắc cũng được khoảng 30 40 tỷ á. Bán cái kem tỷ đô luôn mà. Giờ bên này toàn là nhà giàu không, giàu nhất nách luôn. Một cái nè, ấy hai cái nè. Trời ơi là trời, qua cái bên này có đi giao kem cực khổ quá. Khó thật chứ, cây kem tỷ đô mọi người thấy chưa, một cây kem nó bán cho tỷ đô, một cái thùng kem nó bán cho tỷ đô. Mà bây giờ là nhà giàu rồi, nó không đứng một chùm nữa, bây giờ nó không đứng riêng lẻ nữa, nó đứng một chùm luôn. Ôi thì giờ đưa coi cái huy chương này để làm gì trời, khổ thật. Thôi đi giao hết xong cái này được, nghỉ được rồi, mệt quá, đủ xã hội rồi, bán đủ xã hội ngày hôm nay rồi, nghỉ được rồi đó. Giấm mì liền thấy không, rồi còn nhau. Ôi ơi, cái nhà màu xanh, cái nhà màu trắng đâu rồi? Cái gì nhà màu trắng gì hiếm gì trời, chạy đúng xa luôn ở đây thêm căng. Hai cái trên kia căng nữa chứ. Ủa nhà này màu ám, nhà này màu xám rồi, không phải màu trắng. Giao lộn là mệt luôn á. Ồ, ở đây có nè. Ai, khó khăn tràn trề. Còn hai nhà nữa. Khó thật. Đi về thì nhanh mà sao đi tới đây nó lâu như quỷ ấy.
Ok, trời cuối cùng cũng giao xong rồi. Thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nữa nha. Bye bye. Ông cái bài mà con nhìn qua bên kia mới ghê chứ.